Đức Bồ Tát đầu thai là con một vị thương gia rất giàu có, tài nước Ca Kỳ. Khi lớn lên, Ngài dọn 500 cỗ xe đi buôn. Một ngày kia đến ranh giới một bãi sa mạc rộng lớn. Các nơi đó nhỏ li ti và hầm nóng như lửa đốt. Đức Bồ Tát thuê một người dẫn đường và sắm sửa lương thực, chờ trời tối mới tiếp tục cuộc hành trình. Vì sự nóng bức vô cùng, khi đi được 58 dặm, Đức Bồ Tát nghĩ rằng chỉ còn nốt một đêm, mình sẽ ra khỏi sa mạc. Nhưng chẳng may, người hướng đạo ngồi cổ xe đầu, vì mệt mỏi ngủ quên và để mấy con bò quay trở lại đường cũ. Tới hừng đông, người hướng đạo thức giấc, hô to ra lệnh cho đoàn xe ngừng lại. Khi mọi người bước xuống, mới nhận ra mình đã trở về chốn hôm qua khởi hành. Tất cả ai nấy đều kinh hãi vì củi đốt và nước đã hết sạch. Họ lên xe nằm với bộ mặt thoái chí. Đức Bồ Tát thầm nghĩ: nếu ta không bền chí kiên nhẫn thì sẽ chết cả đám. Ngài gọi vài ba người cùng lần mà đi tìm xem có ao diễn hoặc lạch nước nào gần đó chăng. Đi được một khoảng xa, Ngài gặp một đám cỏ. Ngài bèn nói: đám cỏ này nhờ nước mới sống, vậy các người hãy mang cuốc xuống lại đào, chắc chắn sẽ có nước. Khi đào xuống 60 thước, một thì đụng một cục đá rất lớn, mọi người đều ngã lòng bỏ đi. Nhưng Đức Bồ Tát vẫn tin tưởng dưới cục đá này là lạch nước. Ngài bước xuống đào tiếp và kề tay trên cục đá, lắng nghe tiếng róc rách chảy. Ngài trở về kêu người đầy tớ và nói rằng: này em hãy xách cái búa lớn, ráng đập bấy cục đá, đừng có ngã lòng. Nếu em không kiên nhẫn thì mọi người chúng ta đều chết khác cả. Người đầy tớ vâng lời, cố sức đập tàn mảnh đá rồi trở lên. Một lát sau, bọng nước ở dưới trào lên tới miệng giếng. Cả thảy đều mừng rỡ tắm rửa, múc nước nấu ăn và tích trữ đổ vào lù để chờ tối qua sa mạc. Nhờ sự bền chí đó mà cả đoàn người đã thoát nạn qua biển cát khô khan nóng bức. Người tu hành cũng giống như người ra chiến trường sau khi mặc áo giáp ra trận. Có thể vì hèn nhát mà bỏ trốn đi, có thể chết tại chiến trường, có thể thắng trận trở về rất vinh quang. Kẻ sa môn học đạo hãy cố gắng bền tâm, hăng hái chống với hoàn cảnh xấu xa mới mong thành đạo được.